Vâng ạ, đang định cắt con này chứ không quay, bởi con này quay rồi nhưng mà phát hiện ra nó đã được cái chốt mầm hay quá. Con này mà ngày trước em có quay video bẻ cái ngọn này, nhưng mà nó không tối ưu bởi cái đợt này nó vẫn cao và cái chỗ này nó bị khô không lên được. Bây giờ có hai cái dữ liệu, một là cái này là cái ngọn rất tốt, hai là cái này cũng rất tốt. Nếu mà lấy cái này ngọn đấy thì sẽ phải lấy cái chì ở đây, còn nếu mà lấy cái này ngọn thì cái kia không dùng được. Thì bây giờ phải lọc ra đã. Con này bệ nó bệ nhãn mà, nhưng nó đang bị rộng quá. Bây giờ em tính thay đất thu lại luôn, lấy cốt làng quá trời là khủng, mặt này cũng chê rồi. Đấy, bây giờ sắp thành siêu phẩm trong 1 tiếng nữa các bác nhé, thành siêu phẩm trong 1 tiếng nữa thôi, lại trầm trồ các bác nhé. Em lật tung ra luôn đấy, xong rồi hạ như thế này xuống, lấy lại ngọn, đục làm luôn các bác nhé, không có thiết bị. Thực tế ra thì em thường được nghỉ thứ bảy chủ nhật ấy, nhưng mà quán đi múc cây và đi lang thang, múc cây về có kịp làm gì đâu. Bây giờ làm cây này, hôm nay tận dụng xử lý được hết thì tốt quá. Nhìn cái màn hình không đấy nhé, nhấc lên rồi cào này cho dễ này, chốt này dày nhất của con ấy. Đây đấy. Đấy. Để xa là chút. Rồi.
quả bế luộc nhồm lộm nhộm. Phải thu ngắn lại nhé, thu ngắn lại các bác. Đấy, thu ngắn lại, thu ngắn lại để cho ngắn thì buộc phải đục thôi, vừa đục vừa cưa thôi. Thịt.
Video này sẽ hơi dài một tí đấy các bạn. Thank you.
tạm thời thế đã, bây giờ làm tiếp tục sau. Đầu tiên là cái đục vào cái miếng này, không dùng được, thích làm ngọn không dùng được. Về thì có điện thoại thích.
Đấy, được chưa? Quên méng mất từ nãy rồi không quay. Thank you.
sơ sơ vậy thôi. Sơ sơ vậy thôi đã. Quay mất video hết. Bây giờ em chồng các bác chưa triệt để lắm đâu, nhưng mà thôi tạm thời như vậy đã. Mặt này rất ok rồi, cái trên này còn đang lượm, một là lấy cái này, hai là có thể dùng cái chi này luôn được rồi. Thì tính cái này là ngọn, hoặc cái này là ngọn, còn đang nuôi nuôi to đã. Cái sẹo này nó hơi mục mà cốt đại thụ rất hay, đại thụ dáng lài rất hay. Đấy, cái xe bệ này thì chưa triệt để được, nhưng mà dần dần sẽ làm sao, chứ bây giờ thì cũng khá muộn. Đấy, xử lý sơ bộ như vậy. Sau chi này vít xuống thêm một chút, vít xuống thêm một chút, nhưng mà cái ấy nó rất là đơn giản thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, giờ em lại đi trồng đúng chỗ cũ các bác nhé, chỗ cũ rất là rộng, thoải mái.